xuống biển. Hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Thanh Nhã Vlog. Chào mệt nha, vui giỡn. Không, ở đây nó giỡn đi. Hiện tại bây giờ là rất là khuya rồi. Bây giờ anh Phương anh đi ngủ rồi mọi người, với lại anh Tấn rồi đi ngủ hết trơn rồi. Mấy anh em mình này hồi chiều này có bàn với nhau rồi mọi người. Tại vì trước khi ra đây anh Phương anh có dặn một câu vậy nè. Anh em ra đây cứ đi toilet, đi đái, đi ấy gì đâu á, là phải đi hai người. Nhưng mà anh nói thôi để mấy đứa ngủ đi, có đi đâu kêu ảnh. Kêu ảnh để anh dắt tôi đi với mọi người, rồi anh canh. Ví dụ tại vì ngoài biển này mình mông lắm, với lại cái trụ này nó cao lắm, rớt với là không có lên, không có tự một mình lên được mọi người. Cho nên là anh kêu đi đi hai người, cho nên là mình lấy cái đó mình cho anh ảnh nha. Thì bây giờ mấy anh em mình sẽ quần ảnh nha mọi người. Ai sẽ lên gì? Giỡn, tào lao giỡn. Bài là học chứ bài. Giỡn, phá giỡn. Phía là nó yếu nãy giờ đó. Thì bây giờ mấy anh em mình sẽ đặt góc quay xong rồi cho anh Phương nha mọi người. Ảnh trong liều á, nhưng mà mình không có dám quay vô. Quay vô sợ. Ở trong thì tối hù rồi mọi người. Ở trong thì im nữa la. Chặt hoài luôn. Ở trong thì tối hù rồi mọi người. Còn quay vô mà bật đèn lên anh hức. Cho nên là mấy anh em mà đứng ngoài đây quay nha. Bây giờ sẽ đặt cái quay gần mình cho luôn nha mọi người. Ok, xem phản ứng của anh như thế nào nha. Ok, anh đứng dây nhất xong luôn tôi vậy. Mình sáng không nổi. Sáng cái gì vậy, mấy cái đầu cái gì. Lão cái gì đâu có. Cái quần ba, cái quần ba. Thôi tôi đi ngủi, đây làm cái gì. Ngủi. Không thấy đâu, ngủi đâu. Không ai quỷ à? Quỷ giả so. Quỷ đây. Quỷ má mày. Im, cái thằng này nó quỷ dữ vậy. Hỏi vô đây ngủ đi. Lạnh quá, là đi. Lạnh quá tao ngủ luôn nha tao. Đi vô ngủ trước đi. Báo bây giờ. A few moments later. Vương ơi. Vương. Vương ơi Vương. Dẫn em đi tiểu cái anh Phương. Đi anh Phương. Tiểu kia okay, đứng đây sao em đi. Đưa kia đi. Đi anh Phương vô anh Phương. Nè ơi. Nè. Ừ. Dẫn đi em lá này. Nhớ hả? Em chịu. Nè. Còn chưa có cưng.
Nó chụp mắt ra đợp luôn á. Đuối dữ giờ. Không gì anh? Dạ. Đuối dữ giờ. Mấy cái ngủ có miếng quá nè. Chưa hoài. Khoan anh Phương, khoan anh Phương. Dạ. Bước nào đi anh? Chừng nữa hả? Em nè. Đi luôn là một, ngủ nó dễ thôi. Danh đi nó kêu biết không vậy? Nó ngủ đi coi. Bị thận hay gì đái đi lễ ngủ đi mua đái nữa. Mới đái mà. Biến đó anh Phương. Biển tối ghê quá. Vậy mà nãy anh nhìn gì còn nó kêu quay chỗ khác mắc cỡ. Anh đi được bình thường hả? Chụp giữa luôn. Sao đuối dữ trời. Trời làm gì vậy? Anh à. Nói gì chợp mắt nó kêu. Bữa anh nói anh kêu kêu anh đó. Thì đúng rồi em nói kêu. Đi vô ngủ đi anh. Thôi. Em đáng được. Nó hả? Đây anh. Chiếu đi nghe, chiếu đi nha. Anh ngồi đi được rồi. Đi anh ngồi đi nè. Trời coi không cái Phương. Anh thấy mà. Trời coi em cái anh Phương. Anh nghe anh thấy rồi. Anh nghe đây đó, trống đó có gì đâu. Nó dây cột luôn không? Mấy này hả? Đứng rồi, đứng rồi. Hành dưới rồi trời. Hồi có mất tiểu kiếm anh tính hay anh cái gì anh đuối quá này sao ngủ mới chập mắt mà cứ tiểu còn đuối quá. Kêu kêu anh mà. Phương. Nãy giờ ngủ có được chút nào đâu. Lại đi anh Phương. Ngồi thẳng cái gì á bộ. Hôm sau này em mất đá quá. Lại đi anh Phương ơi. Nãy giờ hết nổi luôn rồi. Em đá này luôn bây giờ. Đi đi. Em đứng đây rồi. Quá thì đuối à. Đây nè, lên đây nè anh Phương. Được rồi. Ngồi đây đi, ngồi đây nè. Anh kêu đi đá gì, đi ỉa gì, đi toilet gì kêu anh chứ em muốn kêu anh đâu. Nãy giờ mấy đứa kêu anh chập mắt không được luôn. Cũng phải muốn kêu anh đâu mà định kêu mấy đứa rồi đó nhưng mà thôi anh kêu anh đó. Sáng sáng đấy luôn rồi anh hết hết nổi rồi toàn ơi. Đái chưa? Xong rồi anh. Gì vậy? Có đái chưa? Nhìn đây nó bắt đái vậy đi rồi anh. Rồi chết luôn rồi. Phương. Anh kêu có nào đi đái không anh ngồi luôn đi. Đi. Anh nhờ anh có chút xíu mà anh kêu hoài. Anh đuối lắm luôn rồi đó. Ơi. Gì nữa vậy trời? Cái gì đấy? Cái gì kêu bòn vậy? Cái gì đó?
Cứ này không dắt đâu, anh dắt đi. Nè. Đuối lắm luôn rồi vậy. Anh đá đây luôn nha. Wow. Kéo vậy mày. Anh gật gọi anh túng luôn à. Ok, gán đá chứ gì, đá là nó ngủ sáng con mới chơi. Đi sớm này xuống trà đường, biết đá quá trời rồi. Nói đặt cái bức trà ra chi đặt uống. Sáng mệt rồi giờ còn đi chết luôn rồi. Gì vậy? Vô anh. Đấy chưa? Đấy rồi. Nghe tiếng nước gì đâu. Xe ke ngủ mấy ngày á. Nghe đuối dữ vậy trời. Còn nào tiểu nó không kêu vậy luôn ơi, vậy không? Kêu nó ngủ không biết gì đâu. Mình kêu nó nha, ngủ nha. Vui lắm rồi đó. Rồi rồi. Rồi. Anh ơi. Vâng vâng. Ừ. Vâng. Anh ơi. Ừ. Cái em nghĩa. Trời ơi, hết này đái bên kia ỉa nữa. Ỉa rồi, cho nó ỉa. Vâng. Vâng ỉa anh ơi. Kéo vậy ra ra. Cho anh em để anh lọt chứ. Ừ. Đi đi anh ơi. Ngồi dưới đây luôn. Ngồi dưới đây luôn. Để anh em ngồi dưới đây. Để anh em ngồi dưới đây. Thầy đổi ca cho mình. Hai anh ngủ nè, anh ngủ đi anh ơi. Chưa chậm mắt được xíu mà. Ngủ cái gì anh này? Nè, lên tiếng đi, nó lọt một chiêu đi, anh ngoại mất. Em bảo ra đi, bảo em cái gì vậy cho em la kịp anh Hương. Đây, ngồi đứng như đây chứ gì, trả tay chị em không? Chịu ăn ba cái muốn biết ra bụng quá, cho nó ra bụng rồi. Anh mở mắt ra đi, ngồi vậy chết, lỡ em cái gì sao anh Bương? Không yếu, anh cho muốn. Chuyện chấm lướt ngon quá, làm một bụng rồi nè. Năm lần báo. Hết nổi luôn rồi tao đi chưa? Rồi 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 sao? Cá rồi. Vô thôi. Vô. Đuối dữ lắm luôn. Nè chỗ anh ngủ rồi, đi nằm gì hết trơn chỗ vậy. Trời nữa hả? Cái này vô ngủ rồi. Tối quá trời. Chạy em nghe anh Vân. Kêu khác được không? Anh đi coi em với anh Vân, đi anh Vân. Anh đây em vừa lòng với đứa đó. Anh đi đây 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 đây. Đi đây đây đây. Không vô trong ngủ đi anh Vân. Anh nằm đây không đi. Ờ nằm cái gió của mày, trúng gió đó. Được, được, anh nằm được. Xong rồi anh Vân ơi, em xong rồi vô ngủ anh Vân. Vô đi, vô đi. Thôi đi vô nữa. Thôi. Em xong rồi nè, đi vô, vô. Thì để đi rồi, hồi khỏi kêu nữa, anh đuối luôn. Anh nói thiệt á. Thôi đi vô đây. Thôi. Đi vô đi. Thôi, vô ngủ đi. Vô anh ngủ đây hả? Ừ. Nào, nào, ô ghe khiều anh ghe được. Em đi vô. Ừ.
Hương. Anh Hương. Làm gì ở đây hả? Chừng cho mấy đứa đi tiểu à. Đứa nào đi tiểu giờ này mà anh chờ nằm ngủ ở đây sương gió mấy rồi mà, đi vô ngủ đi. Thôi, ấy đi, Chừng đi tiểu đi. Sao vậy? Đi đi anh, Chừng có gì kêu. Gió mấy không anh Phương ơi? Được, được. Bệnh chết á. Rồi đi anh Phương ơi. Được rồi. Đi vô trong ngủ đi. Không nổi. Phương. Cái gì hả? Làm gì ngoài đây hả? Chừng mấy đứa đi tiểu mà. Trời, chồng ngủ đi anh Phương. Trời, có gì đâu mà anh không chừng nữa đâu. Được rồi. Đi chồng đi. Được rồi. Phương. Cho anh ngủ một chút đi toàn. Ngoài đây lạnh lẽo rồi chừng trúng gió đó anh Phương. Đuối lắm rồi. Phương à. Không có nên đâu, ngoài đây không có nên đâu anh Phương. Gì vậy? Đi chậm ngủ. Gió máy không mà anh ngủ ngoài đây. Anh gió rồi nè. Chờ mấy đứa đi toilet rồi. Đi. Thôi anh mất mũi anh luôn á. Bỏ xuống. Cái này là mày. Bỏ xuống rồi. Mày bắp đụ luôn á. Gió không mà. Thôi nhỏ. Thôi nhìn tính ngủ gà thôi. Thằng nhỏ anh Phương ơi. Sụm anh Phương ơi. Anh đuối lắm rồi mấy đứa. Đi. Ngủ đi. Vô trong liều ngủ đi. Ngủ đi. Xong rồi xong rồi. Mày quên quên anh Phương. Chắc em đi toilet chứ anh Phương. Thì thằng nào còn thức đi ra giùm anh đi. Thôi, em đi ngủ à. Ngủ anh lớn anh Phương. Anh Phương. Anh đi giùm anh đi. Anh lột chứ ai kéo lên này. Ấy đi. Đi. Đi giùm em cái đi trời. 5, 6 thằng không nào chừng được chứ quay bắt anh mới được hả? Anh lớn, anh chừng giùm em cái. Vậy thôi nè, anh ngủ ở đây mẹ rồi đi cho nó khỏe. Sao vậy? Thằng nào ra kiều cái đi quá đuổi rồi sáng giờ mệt rồi giờ nữa nha. Anh nằm ở đây sương gió không anh Phương ơi? Dạy không sao, chứ mấy đứa này ngủ xíu mấy đứa kêu lại, còn mệt hơn. Em đi toilet cho anh nhìn em đi Phương. Đi đi. Người này hết mắt trời. Người này cái đến luôn á. Đến ngày từ tối giờ nó ngủ được rồi, mới chợp xíu. Ngủ ngủ hoài anh Phương, bước đi. Trời ơi, sáng giờ khuya rồi, nó không ngủ luôn hả? Trời ơi, ngủ hả? Ừ. Đi trong ngủ Phương ơi. Nói vậy dắt em đi lái nha. Ừ, dắt danh đi lái kìa, em nhờ vậy chừng em cái lỡ em lọt chứ không hay á. Mà cứ chơi anh thấy gì vậy? Hết này tới kia đáng hoài vậy. Giờ nhìn nhìn em cái bên đây. Em mệt lắm rồi mấy đứa ơi, em là mệt lắm đó. Em cho mày vô ngủ anh Phương ơi. Gì vậy dẻo sao mới vô, đái, 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 đái. Mắt của chồng em cái nhà này bị sang thận hay gì tối gái nguyên đêm nay không vậy. Vô cái này. Vô. Vâng rồi. Vâng. Rồi em đi đái cái Phương coi đi đái một cái thằng Phương. Nói đi lần một anh ngủ. Đó, anh ngồi, anh ngồi. Anh ngồi đây, anh coi chứ đi. Nói hoài. Phương. Ừ. Anh nhìn nè. Nhìn nè. Cả hai anh em đái lỡ anh Phương. Lỡ có gì sao? Lỡ hai anh em lọt chứ sao trời. Phương nhìn bên đây nữa anh Phương, em đi nữa anh Phương. Tặng em sức nữa. Trời ơi. Tối giờ nó ra. Vô vô chấm nữa. Đi. Đi chấm ngủ anh Phương, để sáng bắp gỗ anh đó anh Phương. Rồi, sáng mấy đứa tự làm nha, anh đuối lắm rồi đó. Do biển rồi anh nằm đó anh Vương. Dạ vâng, do biển anh Vương. Mời bóp muối biển luôn anh Vương. Đuối lắm rồi mấy đứa cho anh ngủ mình. Thôi vô, giờ ngủ nè. Giờ ngủ kìa. Giờ giỡn nó đi ngủ. Trời ơi, sáng anh nói anh kêu rồi. Ấy gì, có gì kêu anh. Đúng rồi. Kêu anh em đổi cao lại đi biển có đôi rồi hai người đi rồi. Người ta đi biển có đôi, anh đi biển mất đôi đắp về hả? Chết bà sao đi vậy anh Phương dẫn coi em đi tiểu anh Phương. Thôi mệt quá toàn ơi. Ngủ lắm rồi. Mệt lắm rồi. Rồi về đi. Ủa sao rồi sớm. Thì sớm anh nói đi có gì kêu anh. Xùa anh đi nhỏ nhỏ anh tới ngủ kìa. À, đi có gì kêu anh mà anh nói kỳ vậy. Ví dụ kêu anh nhiều quá đổi ca. Thôi vô ngủ đi anh Phương ơi.
Rồi vậy cho anh đi đàng hoàng đi, anh đi là ấy đậu. Mày làm như anh bị tao biến gì vậy? Phải nói chuyện mày. Test trời làm. Là anh đuối, gặp đời anh đuối. Rồi vậy tao đi đi. Gặp anh đuối anh đi không nổi. Rồi đúng rồi. Kia anh đi chỗ đi. Đừng giỡn. Ba cho ngủ luôn. Tự cho ngủ. Hèn kia nghe ghê dữ lắm rồi. Thôi anh. Ai biểu anh kêu. Biểu anh nói gì? Kêu anh nhớ gì? Anh Phương ơi, tặng em sức nữa anh Phương ơi. Phương ơi. Đúng ngay luôn mọi người. Kiều để đi sáng luôn được. Cầm cái đèn cho em. Cái đèn cao cao lên vậy. Anh Phương ơi. Phương. Vậy rồi, vậy giá như lát. Anh Phương. Mệt mọi người, đi tới lùi nãy giờ đâu. Cái nào mà mấy lần ạ? À? Ám ảnh luôn không? Đi có khi nào tới ảnh mớ anh đi luôn không? Ơi, thù lao không giỡn được. Có kéo liệu lên nha, đừng có mở liệu lên đi. Ok, thì đây chính là bằng cho anh vui thôi mọi người, với văn nghệ thôi mọi người. Cảm ơn mọi người xem hết video nha, mọi người hãy bấm like cái kênh để ủng hộ mấy anh em mình nha mọi người. Tại bữa anh nói mọi người, anh nói thì anh em mình... Thôi chào tạm biệt mọi người nha. Anh lết chưa hết đi nổi rồi.